Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất, tiếp tục chương mục Nhà Đẹp Tây Ninh. Thì hôm nay em Hậu đang có mặt tại là phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh để gửi đến quý cô chú anh chị mình một cái căn nhà vừa mới được xây hoàn thiện xong nha quý anh chị. Và cái con đường này là một cái con đường nhựa dẫn ra phía trước á quý anh chị, mình thấy cái ngã tư trước á, đây là cái đường thuyền ha. Mình quẹo trái là mình ra đường Quỳnh Tấn Phát và quý anh chị mình quẹo phải sẽ đi ra là đường Điện Biên Phủ. Từ vị trí này chúng ta sẽ đi về Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Ninh là nó chỉ mất của quý anh chị mình có 1,2 km và đi về chùa Tổ Thánh á, là 1,8 km. Từ đây chúng ta đi về chợ Long Hoa là 4 km và đi về khu du lịch Núi Bà đó là mất của quý anh chị mình á, là 6 km nha. Nó quý cô chú anh chị nào mà ở bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đến đây chỉ có 85 km thôi, và Đức Hòa Long An đến đây là 70 cây và Thủ Dầu Một Bình Dương đến đây cũng chỉ có 85 cây thôi quý anh chị. Khu dân cư đông đúc, nhà cửa rất là sầm uất ở đây. Và từ đây chúng ta đi tới cái trường tiểu học á, nó cách nhà chúng ta chỉ có 500 mét thôi, rất là thuận tiện ha. Quý cô chú anh chị nào mà đang tìm một cái nhà mà ở thành phố Tây Ninh có một cái diện tích ngang 6 mét, có sân để ô tô, 3 phòng ngủ, thì đây là một cái sự lựa chọn đáng quan tâm cho quý anh chị. Đường thì thảm nhựa nè, ở đây thì đã rốt gạch cho quý anh chị mình rồi. Và cái nền ở đây quý anh chị mình có thể thấy là nó cao hơn cái mặt đường rất là nhiều ha. Đấy, ở đây là cái cửa chính nè quý anh chị. Thì và bên đây sẽ có thêm một cái cửa để quý anh chị mình đi xe máy về á, mình sẽ đi hướng bên đây. Đó, còn mình đi ô tô là mình đi cái cửa bên đây nha. Dán gạch lên tới trên cho quý anh chị mình luôn, làm cái máy hiên ra ngoài luôn rồi nè. Cái chú chủ nhà cũng rất là tinh tế, làm ra đây để nhiều khi quý anh chị mình về á, mình đứng đây là mình mở cửa này kia nọ nó không có bị ướt. Cửa nhà chúng ta đây á, là chú quý anh chị mình sẽ có một cái cửa là bốn cánh, cửa chính nha. Đây, cửa chính chúng ta có bốn cánh nè quý anh chị. Đây, bốn cánh. Quý anh chị nào mình đi ô tô đồ á, là mình sẽ đi cái cửa này. Đó, bên kia mình đi xe máy. Sân này á, thì chúng ta sẽ để ô tô 4 chỗ, 7 chỗ thoải mái luôn nha quý anh chị. Đó, với diện tích chiều ngang tới 6 mét thì bên đây mình để ô tô, bên đây mình để xe máy là thoải mái luôn. Chiều dài từ đây mình đổ ra ngoài, ở đây chúng ta sẽ có 5 mét thêm một cái bậc tam cấp này nữa. Đó, rất là rộng rãi đúng không? Thì khu vực này dân cư đông, nhà thì san sát nhau. Đó, chúng ta nhìn đây là đầy cái view núi luôn. Cái lau phòng ở trước thôi nè quý anh chị thấy nè, cái máy hiên thôi là chú chủ quá là cũng đã lập cái lau phòng trần thả cho quý anh chị mình. Đó, về mặt cột to to thôi. Thì chú chủ có chia sẻ là nhà này á, chúng ta có giấy phép xây dựng luôn. Đó, nên quý anh chị mình an tâm ha. Đất thành phố nè, thổ cư nhiều, có giấy phép xây dựng. Và chú nói là cái đà rồi đó là đổ rất là kiên cố, nên quý anh chị mình an tâm ha. Thì mặt dựng nè, dán gạch đầy đủ. Chúng ta sẽ có một cái cửa sắt 6 cánh ở đây. Đấy, đây là cửa 6 cánh nha quý anh chị. Đó, trần là sử dụng là trần thạch cao. Nhà mình mà có đông thành viên á thì cái căn nhà này thì rất là phù hợp, vì nó 6 mét ngang, 3 phòng ngủ luôn, rộng rãi, sân để ô tô cũng thoải mái. Trần thạch cao nha quý chị. Ở đây là trần thạch cao nè. Tường dán lên là 1,8 rồi, chứ không phải là 1,5 nữa. Nguyên một cái phòng khách ở đây. Đường luồn tới 1,2 m. Vô trong đây quý anh chị mình sẽ có là 2 m luôn nha quý chị, 2,4 m. 1 viên, 2, 3 này nửa viên nữa, 18, 2,2 m nguyên cái khu vực này. Quý anh chị là mình có thể là mình để những cái võng này mình nằm nghỉ ngơi cũng được nè. Đây là cái phòng ngủ nè, có chừa sẵn là ống máy lạnh để cho quý anh chị mình trang bị ha. Trần thạch cao, nhà là tất cả đều dán lên 1,8 m hết, gạch dán rất là mát. Nền thì ở đây chúng ta sẽ có là sử dụng đây là gạch là 60-60. Đấy, bóng kiến. Đây, căn phòng thứ hai. Cửa là cửa sắt ha, kính mờ cho quý anh chị mình. Ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4,
5. 5 viên gạch 60, 3 mét, 9 mét vuông, rất là rộng. Một cái phòng ngủ 9 mét vuông. Đó, nhà có 3 phòng. Đấy. Nhà chúng ta mà đông người thì ở đó rất là thoải mái ha. Nguyên một cái khu phòng mà bếp ăn ở đây nè quý anh chị. Kể cả đây có một cái chỗ để máy giặt, ổ điện, máy nước lọc mình có thể để đây được luôn. Đó, bên đây là khu vực bếp nè. Này. Có tủ đầy đủ cho quý anh chị mình. Đó. Dán gạch. Đây là sử dụng gạch chứ không phải là đá hoa cương nha quý anh chị. Đấy. Tất cả nhà được sử dụng là trần thạch cao hết. Khu vực ở phía sau này quý anh chị mình sẽ có một cái sân sau nè. Nhà tắm thì bên đây. Toilet thì bên đây. Đó. Cái bồn nước là được để lên cái nóc nhà tắm bên đây nha quý anh chị. Và bên đây thì quý anh chị mình sẽ có một cái sàn nước ở bên đây nè. Đấy. Sàn nước ngoài. Ở trên thì mình đã lập lưới B40 hết rồi. Tường xây cao lên hết cho quý anh chị mình. Đó. Thì căn nhà này thì đáp ứng đầy đủ những cái sinh hoạt cơ bản của chúng ta. Là sân để ô tô, một phòng khách, ba phòng ngủ, có phòng bếp, có nhà tắm toilet riêng ở phía sau. Đó. Và một điều nữa thì căn này thì nằm ở là phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Đó. Cách cái đường Quỳnh Tấn Phát, còn gọi là cái đường chợ Bắp đó quý anh chị, chỉ có ba ngã tư thôi là tới cái bất động sản của chúng ta rồi. Đó, mình đây quý anh chị mình có nhiều sự lựa chọn. À, để mình đi, có thể là mình đi ra cái đường Quỳnh Tấn Phát. Đó. Cũng như là ngay đó có một cái chợ gọi là chợ Bắp. Đó, mình đi đó cũng gần. Còn không thì mình đi hướng ra chợ Cư Trú. Đấy. Và quý anh chị mình có thể là đi về Vincom Tây Ninh, đường 30 tháng 4 thì ngay chỗ đó nó có hệ thống ngân hàng, rồi trung tâm hành chính ở đó luôn. Mình đi làm ở đó nó cũng thuận tiện nè. Đó. Hướng nào cũng tiện, hướng nào cũng dễ. Đó, quý cô chú anh chị nào đang tìm một cái căn nhà tại thành phố Tây Ninh này thì đây cũng là một cái sự lựa chọn đáng quan tâm ha. Và bây giờ thì em Hậu xin gửi đến quý cô chú anh chị mình cái cuốn sổ đất của cái căn nhà này quý anh chị để mình coi nó như thế nào ha. Ở đây á quý anh chị mình sẽ có là thửa đất là 1267 tờ bản đồ số 9, khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 174 m². Đó, ở đây chúng ta là có đất ở đô thị là 67 m², còn lại là trồng cây lâu năm là 107 ha. Và chú chủ đất á đã có lên thêm là 60 m hậu cư. Đó, quý anh chị mình thấy là chuyển 60 m sang cây lâu năm, sang đất ở đô thị ha. Là tổng chúng ta có 127 m² là đất thổ cư. Thì con đường ở trước chúng ta là đường nhựa 6 m nè, 10 m. Và đất chúng ta là 6 m, chiều dài 29 m nè, hưởng thêm 2 m phía sau. Đó, đất chúng ta là trước 6, sau 6, dài 29, thổ cư 127 m, quay về hướng đông. À, quý cô chú anh chị nào mà đang tìm một cái căn nhà mà 6 m, 3 phòng ngủ, thuộc thành phố Tây Ninh, thì là cái căn này là cũng hợp lý. Giá là 2 tỷ 800 triệu. Thì với mức giá 2 tỷ 800 triệu thì còn thương lượng chút ít giấy tờ cho quý cô chú anh chị nào thiện chí. Nếu quý cô chú anh chị nào quan tâm đến bất động sản này thì hãy liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh, số điện thoại là 0839 666 736, để em Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị mình đi xem bất động sản nha. Và đừng quên, khi mà cần tìm nhà, tìm đất tại Tây Ninh, quý cô chú anh chị mình chỉ cần truy cập kênh YouTube mua bán nhà đất Tây Ninh để tìm và xem những cái bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh do kênh mua bán nhà đất Tây Ninh gửi đến quý cô chú anh chị mình. Đấy, số điện thoại của em Hậu là 0839 666 736, rất hân hạnh được phục vụ quý cô chú anh chị gần xa. Quý cô chú anh chị nào đang có nhu cầu tìm mua bất động sản, muốn ký gửi bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh thì có thể liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh, số điện thoại là 0839 666 736, để được em Hậu có thể hỗ trợ của chú anh chị một cách tốt nhất. Và khung giờ vàng của chúng ta là 7 giờ sáng hàng ngày. Em Hậu xin gửi đến quý cô chú anh chị mình những cái bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh thông qua kênh YouTube mua bán nhà đất Tây Ninh nha. Đấy. Và sau đây thì
Em Hậu sẽ gửi đến quý cô chú anh chị mình cái kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Tây Ninh, cũng như là khung cảnh tổng quan ở đây để cho quý cô chú anh chị mình có thể tham khảo. Và nếu mà yêu thích cái video này thì hãy cho kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ để giúp cho quý anh chị mình không bỏ lỡ những cái video từ kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh, cũng như là giúp bạn bè anh chị gần xa có thể cập nhật thêm những cái sản phẩm được kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh gửi đến quý cô chú anh chị mình thông qua cái kênh YouTube là Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh nha. Đấy, và bây giờ xin mời quý cô chú anh chị mình xem cái kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của cái bất động sản này. Xin mời quý anh chị. Quý anh chị mình đang xem đây là kế hoạch sử dụng đất của phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh đến năm 2030 của nha quý anh chị. Và như quý anh chị mình thấy đây, khu vực này thì đang được phủ hồng hết rồi. Và kế bên đây là cái con đường là Quỳnh Tấn Phát nè quý vị. Và cái ngã tư đây là ngã tư Quỳnh Tấn Phát và đường thuyền nè, là cái con đường dẫn vào bất động sản của chúng ta ha. Thì song song với đường Quỳnh Tấn Phát chúng ta sẽ có là đường Nguyễn Trọng Cát, và cái đường bên đây á, là cái đường Điện Biên Phủ đây. Quý anh chị mình thấy khu vực phủ hồng, tại vì đây là đất thành phố mà. Đây, các tuyến đường ở đây đều thông với nhau hết nha quý anh chị. Và quý anh chị nào mình đang tìm một cái bất động sản ngay khu phường Hiệp Ninh thì đây hứa hẹn là một cái sản phẩm đáng quan tâm cho quý cô chú anh chị mình. Khu vực này mình thấy nè, đầy đủ tiện ích nè, trường mầm non cũng có ở đây ha. Đây, trường tiểu học rất là nhiều. Và cái con đường này là có ở trên đây chúng ta sẽ có một cái đường trường chinh nè quý anh chị. Đó là nói giữa cái khu vực đường DT784 ngay chỗ cầu K13 hướng quý anh chị mình đi từ thành phố Hồ Chí Minh về á, và đến đây á, là để mình về thành phố Tây Ninh đây. Đó. Về ngay trung tâm luôn. Chúng ta đây là cái phường Hiệp Ninh nha. Cái bất động sản của chúng ta nhìn từ trên cao nha, quý anh chị mình có thể thấy được là khu vực này dân cư nhà cửa san sát nhau. Và cái con đường mà quý anh chị đang thấy phía trước là cái con đường Quỳnh Tấn Phát nha quý anh chị. Còn có một cái tên gọi khác đó là cái đường Chợ Bắp. Thì nói giữa cái đường Cách Mạng Tháng 8 và đường Bời Lời. Thì hiện tại thì cái đường Quỳnh Tấn Phát này vừa được đấu nối, nên bây giờ quý anh chị mình đi là một đoạn là rất là đẹp, vừa mới được hoàn thiện xong luôn. Đó, và từ ngay chỗ Quỳnh Tấn Phát á, chúng ta đi vào đây thì chỉ có tới cái ngã tư thứ hai thôi. Như quý anh chị mình thấy đó, ngay chỗ này chúng ta có một cái trường học đây luôn. Đó, sát cái bất động sản của chúng ta luôn. Và các con đường ở cái khu vực này đó, thì quý anh chị mình có thể thấy được đó là nó được bố trí theo cái ô bàn cờ, nên nó kết nối cho quý anh chị mình khi mình di chuyển rất là thuận tiện ha. Từ vị trí bất động sản, xin mời quý anh chị mình đi theo chân em ha. Tới đây là cái con đường này, là con đường số 24 Quỳnh Tấn Phát nè quý anh chị. Này, chúng ta chạy ra ngay đây là đường Quỳnh Tấn Phát luôn. Mình đi thẳng qua là mình sẽ đi về trung tâm thành phố Tây Ninh luôn nha quý anh chị. Trong khu vực này thì nhà cửa san sát, các con đường ở đây hiện tại thì cũng đã được thảm nhựa hết rồi, nên quý anh chị mình đi rất là thoải mái ha. Thì tới đây là đường Quỳnh Tấn Phát nè quý anh chị. Thì cái con đường này vừa được nối liền với cái đường Bời Lời. Nếu quý anh chị mình đi thẳng á là mình sẽ ra về hướng Bời Lời, để mà mình đi về khu du lịch Núi Bà cũng được luôn ha. Này, còn hướng này thì chúng ta sẽ đi ra là chợ Bắp. Đó, đi ra đường Cách Mạng Tháng 8. Đây. Từ cái đường Cách Mạng Tháng 8 á, chúng ta đi vô cái bất động sản của chúng ta là chừng khoảng 1 km thôi, rất là thuận tiện luôn. Chợ rồi thì ngay khu vực này thì cũng có, nên mình sáng quý anh chị mình chỉ cần đi tập thể dục thôi là mình đi ra đi tới chợ rồi. Trường học thì cũng sát bên, đầy đủ tiện ích. Thì đối với một cái bất động sản mà ngay cái phường Hiệp Ninh đó thì về tiện ích là quý anh chị mình khỏi bàn rồi. Chỉ trong bán kính là trong vòng 2 km đổ lại là đầy đủ tiện ích cho quý cô chú anh chị mình, từ bệnh viện, trường học, siêu thị rồi luôn ha, hệ thống ngân hàng và trung tâm hành chính luôn.
Ngay đây là chúng ta sẽ có một cái trạm y tế phường Hiệp Ninh nè. Và phía trước của chúng ta là cái con đường Cách Mạng Tháng 8 ha. Bên tay trái chúng ta đây là cái đường để vào chợ Hiệp Ninh nè quý chị. Đây là chợ Bắp đó quý chị. Đây, đường Cách Mạng Tháng 8. Nếu mà quý anh chị mình quẹo phải là mình sẽ ra 30 tháng 4, ra trung tâm hành chính của thành phố Tây Ninh. Thì ngay góc này chúng ta sẽ có một cái FPT. Đây là con đường Cách Mạng Tháng 8, một trong những con đường đẹp và nổi tiếng của thành phố Tây Ninh. Đây quý anh chị mình có thể thấy bên tay trái em đây là chợ Hiệp Ninh nè quý chị. Phía trước của chúng ta đây là chùa Tòa Thánh ha. Rất là gần luôn. Ủy ban nhân dân phường Hiệp Ninh thì cũng sẽ nằm trên cái đường Cách Mạng Tháng 8 này, bên tay trái đây. Đó, quý anh chị mình làm giấy tờ này kia nọ là mình ra đây rất là gần ha. Ngân hàng Agribank. Thì nếu mà mình đi theo cái hướng này mà quý anh chị mình đi thẳng hoài á là mình sẽ đi về á là cái đường DT784 để về thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Còn quý anh chị mình quẹo phải này sẽ đi về chợ Long Hoa rồi ra quốc lộ 22 cũng đi về thành phố Hồ Chí Minh luôn nha quý chị. Quý chị ở xa cứ đến ngay chỗ chùa Tòa Thánh và alo cho em Hậu thì em Hậu sẽ đến để hướng dẫn quý cô chú anh chị mình đi xem bất động sản nha. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã quan tâm theo dõi video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh. Video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.